Mưa kéo dài và nước từ nhiều nguồn đổ về, nên từ chiều tối ngày 12 tháng 9 cho đến 13 tháng 9, nước trên các tuyến sông chảy qua địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa dâng nhanh, gây ngập cục bộ nhiều đoạn trên quốc lộ 1A, nguy cơ ách tắc giao thông. Ngập úng cục bộ trên quốc lộ 1A gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, một số điểm ngập sâu 40 đến 60 cm, buộc các phương tiện như xe máy, xe ô tô con phải đi vào đường nhà máy may qua khu vực ngập. Có những phương tiện như xe tải, xe có gầm cao vẫn lưu thông bình thường. Cảnh sát giao thông đã có biển báo và phân làn cho người dân để đi vào đường trong để tránh cái chỗ ngập lụt. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung có 4 điểm ngập lụt với tổng chiều dài khoảng 1 km. Nước hiện nay rút khá chậm, nếu trời tiếp tục mưa thì khả năng sẽ tiếp tục ngập sâu. Để bảo đảm an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực 24 trên 24 giờ tại các điểm ngập lụt để phân luồng và điều tiết phương tiện. Hiện tại thì tất cả phương tiện đã lưu thông một cách bình thường, tuy nhiên là cái tốc độ thì không được nhanh. Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương đã bố trí lực lượng một cách tối đa để phân luồng, phân làn và không để xảy ra cái ùn tắc kéo dài. Cùng với việc điều tiết phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng cũng đã huy động xe chở đất đắp tạm ngăn dòng chảy ven hành lang quốc lộ 1A, không cho nước chảy vào trong làn đường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn với mục tiêu đến năm 2025. Khoảng 60% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số và thiết lập mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp. Chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo ra các giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Từ nay đến năm 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chi phí tư vấn giải pháp chuyển đổi số về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh. Ngoài ra cũng hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả các quy trình. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký tài khoản của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số tại địa chỉ website smedx.vn. Mới đây tại tỉnh Quảng Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện xóa bỏ tập tục văn hóa có hại, vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề được đặt ra, trao đổi tại diễn đàn tập trung vào việc làm thế nào để nhận diện, phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và loại bỏ được những hủ tục, tập tục không còn phù hợp trong cộng đồng dân tộc thiểu số hiện nay. Những khó khăn nào trong việc loại bỏ các tập tục văn hóa có hại, hiệu quả từ các chủ trương, chính sách trong thay đổi nhận thức của người dân về xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, đặc biệt tại các khu vực miền núi. Đây là cơ hội để lực lượng thanh niên nhận diện các tập tục văn hóa có hại trong đời sống, từ đó phát huy vai trò của thanh niên, xung kích tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại.